Rồi bây giờ mình sẽ tới ăn món bánh mì. Rồi Ngọc thích bánh mì hả? À? Bánh mì. Nghe chưa? Rồi tay con Ngọc đâu? Tay phải đâu? Đưa tay phải lên. Thả tay vào tô. Nhìn. Rồi tay con đâu? Thả tay vào tô. Múc ở trong á. Bóc ở trong nè con. Bóc ở trong. Đúng rồi. Hết rồi. Đưa vô miệng. Được rồi. Thì nâng cái tay lên đưa miệng. Rồi, rồi bóc miếng thịt luôn rồi. Dính tùm lum rồi. Rồi đưa miệng. Đưa miệng. Nắng lên. Ừ. Ngọc cố lên con, bóc ở trong. Mắt nhìn, tập trung. Mắt nhìn, tập trung, bóc ở trong nè con. Nghe phụ cho. Kẹp hai ngón tay. Đúng rồi, đưa miệng. Rồi, nâng vào miệng, đưa vào miệng, miệng. Thả đưa vào miệng. 1, 2, 3, vô. Ô, quốc gạo, đúng rồi. Giỏi quá, để mày làm cho. Ngon quá. Bánh mì. Bánh mì. Bánh mì ngon, ngon, thơm, thơm, ngon ha. Đó, bánh mì. Rồi bọc tiếp. Yeah, giỏi rồi đó, giỏi rồi đó. Đưa tay vào miệng. Ăn hết là đưa vào miệng luôn. Yeah, giỏi rồi, lào. Bánh mì. Bảo Ngọc đang ăn bánh mì. Bảo Ngọc đang ăn bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Bảo Ngọc nhớ chưa? Rồi, Bảo Ngọc nhai hết thì thả tay vào tô. Tay. Tay Bảo Ngọc đâu? Tay. Rồi, bỏ tay vào tô. Thả tay vào tô. Tay vào tô, trong đây có đồ ăn nè. Nè, bánh mì nè, bóc bánh mì rồi. Nhìn đồ bóc lòng mấy miếng luôn rồi. Giờ sao ăn đây, miếng nào đây? Ui, giỏi rồi đó ta. Đưa vào miệng được rồi đó. Giỏi quá, Ngọc cố lên. Bánh mì. Bảo Ngọc đang ăn bánh mì. Bánh mì. Nhớ chưa? Bảo Ngọc đang ăn bánh mì. Thơm thơm ha. Giòn giòn mềm mềm không? Ừ. Có bà tê béo béo không? Rồi. Trời ơi bóc miếng đồ chua rồi. Vô. Đưa lên miệng luôn. Rớt. Rồi bóc lại cái khác con. Bóc lại cái khác. Rớt rồi. Bóc lại cái khác. Thả tay ra. Nhìn cái tô. Nhìn trong tô. Nhìn trong tô và bóc trong cái tô. Bóc trong cái tô có ăn, bóc ở ngoài đâu có đâu ăn. Rồi miếng rau. Rau. Đưa rau vào miệng. Rau. Ú ra rồi. Miếng rau nó theo con ra ngoài luôn rồi. Theo tay con ra ngoài luôn rồi. Nè. Rau luôn nè. Ăn cái rau luôn. Vô. Wow, Ngọc giỏi quá, nhai luôn cọng rau được rồi, hay quá. Rồi, bóc bánh mì khác. Bánh mì khác. Nhìn trong cái tô là còn đúng rồi. Rồi, đưa vào miệng. Đưa vào miệng. Yeah, yeah, yeah. Một lúc hai miếng. Ôi ôi. Ăn một lúc hai miếng luôn rồi. Ngon quá. Ngon quá. Ngon. Ngon. Bảo Ngọc đang ăn bánh mì. Bánh mì. Bánh mì. Nhai. 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 Ngon. 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 Ngon quá Bảo Ngọc ơi. Ngọc giỏi quá, Ngọc cố lên nha con. Cố lên. Thả lỏng cái tay này ra. Để thẳng cái tay này cho mẹ. Cố lên. Cố lên. Tiếp nè. Rồi, hay quá này. Bóc rồi dính rồi, bóc rồi dính rồi đó. Đưa miệng. Vô. Rồi.
Ngon quá, bà Ngọc đang nhai gì nè? Bánh mì. Bánh mì, bà Ngọc nhớ chưa? Bánh mì. Bánh mì. Rồi tiếp nè, bóc tiếp nè. Bóc vô, nhìn, mắt con nhìn, mắt nhìn. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi, giỏi. Bà Ngọc giỏi quá rồi. Ngon con, ngon. Ngon. Bánh mì. Ngon. Ngon. Ngon ngon. Rồi tiếp nè. Tiếp. Rau. Rồi bóc cọng rau rồi đó, bóc được cọng rau rồi đưa vô miệng. Dính. Không, rau cọng rau thôi, tay ra rồi. Rồi bánh mì đưa vào miệng. Rồi nha, hết chưa? Nha hết rồi, đưa mì vào miệng. Rồi đưa vào miệng. Bà Ngọc đưa vào miệng nào. Đưa vào miệng nào. Rồi rớt rồi. Rồi bóp lại, bóp lại. Bóp lại. Bóp lại miếng bánh mì. Trong trong cái tô con nhìn. Mắt nhìn, mắt nhìn, mắt Bà Ngọc nhìn trong tô. Đúng rồi, đưa vào miệng. Ngọc giỏi quá.